Morning các bạn, chào các bạn buổi sáng. Qua giờ ngủ đã luôn. Như là nên có hai lớp mà. Một lớp. Đây cái view của mình nè. Đó các bạn, đây cái mái nè. Mơ lên các bạn. Đây cái view ra ngoài ruộng đồi núi này các bạn. Buổi sáng ở khu glamping các bạn. Ở đây có nước sẵn luôn. Đây buổi ăn sáng của anh em CBC các bạn. Ca sĩ sao quay chào khán giả coi. Ăn sáng, ăn sáng. Bánh mì Quang ăn chưa? Vũ em ăn rồi, em làm ok đây bánh mì ốp la. Bánh mì ốp la buổi sáng các bạn. Rồi ly cà phê đen Buôn Ma Thuột. Vô anh Quang. Cùng cùng cùng. Vô vô Vũ Ruộng. Vô vô. Vô anh Phước. Yeah, đã. Ba ông. Ba ông đi ăn sáng. Đây, buổi sáng nè anh Vũ Ruộng đang lên cung. Ủa nãy ai nói gì vậy Yến? Dạ. Nói lại cái gì cung cung gì vậy? Anh Tùng. Không, cung gì vậy? À anh Tùng anh nói á, Vũ ơi, em đi lên cái cung gì mà anh đi về với vợ càng tốt là tốt đấy. À, lên cung chạy từ đây về Sài Gòn 500 cây được không? Trời ơi. Đúng rồi nè. Đó là hả? Cung đó giờ đi vợ tới 12 giờ đêm. Lên cung 500 cây khoảng 12 giờ đêm tới được không? Đường ông Vũ nè. À, đúng lên cái đồ chỗ cái đồ biên phòng luôn. Đây buổi sáng của anh em bây giờ mình chuẩn bị dọn lều các bạn. Đây cái bảng mơ Clambin Welcome đoàn CBC nè. Anh em chuẩn bị sắp xe. Mời các bạn ly cà phê sáng. Đây mình về lều, nãy giờ đi ăn sáng. Đó khung cảnh ở đây nè. Nãy giờ đi ăn sáng, uống cà phê. Bây giờ bắt đầu mình về đây mình xếp cái lều của mình lại. Đó. Chiếc lều Snow Peak. Chuẩn bị đi Vũ ha. Ok anh. Đây Vũ Ruộng. Đẹp trai con bà hai. Đó. Qua giờ ông phá xe tôi nát rồi đó. Về bắt đền. Hai ca sĩ. Đây A Quán. Mơ Clambin. Đó. Mơ Clambin nè. Đây Hoa Toàn. Bye bye. Chuẩn bị lên đường. Vô hết đi, vô hết đi. Đây anh em. Quên ơi. Xe có bị sao không? Bé vô bé. Vũ mạnh thôi giúp em chứ.
lên giáp anh em ơi. Đây các bạn, mê camping đó, anh em bắt đầu rời cái khu camping này sau một đêm ngắn ngủi. Ê, chị sói gom hàng hết chưa? Xong chưa? Trời ơi, có người đưa lèo và có người xếp lèo giùm nữa. Cảm ơn cái coi. Chào khán giả coi. Chào khán giả kênh My Win Rider coi. Ghê ha, chị sói 401. Nay quay chị sói chạy dọc chơi. Rồi. Đây là anh Vũ Ruộng. Xe anh bị hư cái cục đề. Giờ nhờ hai em trai đẩy hết khả năng nha hai em. 1, 2, 3 lên em. Chắc phải lên dốc à. Cố lên em, cố vô dốc rồi ngược lại. Rồi, một buổi sáng anh em bắt đầu khởi hành. Rút khỏi cái nơi gọi là mơ clambin này các bạn ha. Lên giáp, lên nón, lên áo. Ok. Đây. Mình là người sau cùng. Lúc nào cũng vậy. Ok các bạn. Anh em CBC và những người bạn đang rời cái khu mơ clambin các bạn đi về Sài Gòn. Đó, ngày qua vô gặp lúa chỗ này nè. Ghê bà chị sói kìa. Trời ơi. Đó, cái mặt này lâu nón nó không sạch đâu. Rồi vô thôi. À, mới sáng ra khỏe sung liền. Vũ Mập à, tối qua kể chuyện ma. Anh em mới đổ xăng xong các bạn. Giờ bắt đầu tiếp tục hành trình. Hôm nay chạy đường núi ha. Không có đi về thẳng mà đi những cái đường trong núi. Dự kiến đi khoảng gần 500 cây các bạn, từ Buôn Ma Thuột về tới Sài Gòn. Hiện tại thì đường này là đường DT697. À, DT697. Tour này thì tour cuối tuần chỉ một ngày, đa số anh em là dùng túi hết các bạn, dùng túi chống nước hết. Thì túi chống nước ở đây mình thấy là một là anh em xài Lobo, hai là Turatec. Turatec thì giá cao hơn, hãng của Đức. Lobo là một thương hiệu mới đến từ Trung Quốc. Ở đây là Buôn Đôn các bạn. Cái Buôn Đôn và Đắk Lắk. Tối qua ở khu này nhiệt độ khoảng 20 độ. Rất là đã luôn. Mát mẻ ngủ lều trong một cái túi ngủ nhẹ thôi. Mình có hai cái túi ngủ, một cái túi ngủ thường thường mỏng mỏng thì mình thường đi ở Việt Nam mình xài cái túi đó. Còn nếu mà đi Mỹ thì mình xài cái túi ngủ The North Face. Nó chịu được nhiệt độ khoảng âm 1-2 độ hoặc là 0 độ à. Nhưng mà vẫn lạnh. Ở Việt Nam mình thì cái túi ngủ mỏng mỏng là đủ rồi. Ngủ rất là ngon ha. Tối qua mình ngủ khá ngon. Mình khá hài lòng với chiếc lều rộng rãi cũng như là cái giường. Cái giường cũng là cái quan trọng nhất ha. Để cho mình một cái giấc ngủ tốt. Rồi, anh em quẹo đây, quẹo phải ngay cái ngã ba Bản Đôn và Buôn Ma Thuột. Quẹo phải thì mình đi Bản Đôn ha.
Quẹo trái thì đi về Buôn Ma Thuột. Đó. Chào các bạn ở Bản Đôn nha. Các bạn nào ở Bản Đôn coi video của mình không? Gửi lời chào tới các bạn Bản Đôn và Buôn Ma Thuột. Bây giờ mình về lại Sài Gòn. Chào anh em câu lạc bộ mô tô Đắk Lắk, anh Thi và những anh em khác đã rất nhiệt tình, hiếu khách, mến khách và yêu thương anh em CBC, đã đón đoàn anh em CBC từ Đắk Miêu về Đắk Lắk ăn trưa, một bữa ăn cực kỳ ngon và thịnh soạn luôn, có bò giác vàng nữa ở nhà hàng 188 không, rồi tối thì tặng cho một con heo gọi là heo đồng bào các bạn, heo quay đồng bào rất là ngon, anh em ăn xong rồi nhậu tới khuya luôn. Có anh Thi và các anh em vào chơi, cảm ơn anh em Đắk Lắk rất 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 là nhiều. Rồi bây giờ anh em trên đường về lại Sài Gòn. Tuy nhiên dự kiến thì hiện tại bây giờ là 10 giờ đúng, nhưng mà dự kiến về tới Sài Gòn chắc phải tối, tại vì không có đi thẳng, không có đi đường mà Google Maps dẫn, không có đi quốc lộ 14, không có đi đường bình thường, mà anh em đi một cái đường tự vẽ cung để chạy vào trong rừng, trong núi, xuyên rừng, xuyên núi để khám phá những cái cảnh đẹp mà xe hơi và gia đình ít hiếm có dịp để mình đi sâu, đi xa, thì sẵn dịp anh em đi cho nó đã luôn, chỉ có 2 ngày thôi. Sáng nay anh Đoàn Hồng Giang, anh cũng nhắn tin, anh hỏi Nguyên ơi mấy giờ về Sài Gòn, cho anh đi theo về cho vui, anh cũng ở trên này, nhưng mà mình có nhắn lại anh Giang rồi, xin lỗi là Đoàn đi quanh queo, uốn lượn ở trong núi, vẽ những cái cung, điểm A tới điểm B, điểm B tới điểm C tới điểm E, F. Đó, đây là phải vô từng cái điểm trên Google Maps rồi mình vẽ, mình chấm, chấm điểm rồi mình vẽ ra một cái cung đường để mình chạy. Cho nên anh hỏi anh đi đường tên gì, đường nào mà sao lâu như vậy, thì không có trả lời được là đường nào hết, tại vì đi quá nhiều đường, lúc chút ở trong núi. Thì những cái cung đường mà vẽ như vậy á, ha, thì phải có những người họ sành đi, sành đi, đi nhiều rồi thì mới biết. Trong đó có những cảnh đẹp, có những khu off-road, có những khu khó, rồi băng qua chỗ này, băng chỗ kia. Nên là không có trả lời được là đi đường nào. Giải thích vậy là anh Giang và các bạn hiểu là khi mình đi chơi mà đi kiểu như là tự lên một cái tour, nó hơi không phải là du lịch đó ha, cái tour adventure, mà dòng xe adventure là phải đi khám phá đi sâu đó, thì buộc mình phải lên những cái tour cái cung đường như vậy, trên cái map á, thì cái việc đi chơi mà có được những cái trải nghiệm tuyệt vời ở trong rừng, trong núi, những cái chỗ mà đẹp sâu, thật là sâu á, thì cần có một người rành đường, phải lên một cái route, tức là gọi là lên cung á, thì ở Việt Nam cũng vậy và ở Mỹ cũng vậy các bạn ha. Ở Mỹ thì trước khi đi mình cũng chat với anh Vũ 2-3 tuần lễ để bàn ok ví dụ hôm nay mình có mấy ngày, rồi mình dự định đi đâu. Ví dụ mình đi từ ngày 1 tới ngày 7 mình về tới nhà, thì những ngày đó mình sẽ đi được bao nhiêu, rồi những cái điểm đến đó mình sẽ đi đâu, rồi bung zoom cái bản đồ lên, mình phải vô rừng khu nào, rồi những cái khu đó thì cung đường nào đẹp đó, băng qua một cái con đường lạ thì mình coi là cái đoạn đó đẹp hay không. Mà anh Vũ cũng phải lên YouTube search cái tên cái đoạn đường đó, thì sẽ có những người khác người ta đi rồi người ta review giống như mình vậy đó, mình quay mình chia sẻ cái đường đó, nó đoạn từ đó tới đó thì nó sẽ đẹp hay xấu, rồi coi người ta đi mà đẹp quá đẹp thì mình chấm cái bản đồ mình đi theo. Đó là cái cách mà mình lên kế hoạch cho những chuyến đi dù ngắn dù dài ha, thì mình phải có những cái lộ trình
và có những người am hiểu, hiểu biết cái cung đường. Còn đi đây không phải là quốc lộ 1 các bạn. Nếu mà đi quốc lộ 1 thì dễ, cấm vô Google Maps cái là Sài Gòn chạy Nha Trang, Nha Trang chạy Phú Yên, Phú Yên chạy Bình Định, Bình Định chạy Đà Nẵng, Đà Nẵng Huế, dễ lắm. Chạy cứ quốc lộ 1 Google nó cấm đâu mình chạy đó. Thì cái đó thì anh em đã đi gọi là quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ anh em không có thích đi kiểu đó nữa, và thích đi nó sâu như vậy nè. Giải thích một chút để các bạn dễ hình dung ha. Thì Việt Nam mình rộng mênh mông, rừng núi bao la ha, biển cả bao la luôn. Cho nên để nó có những cái trải nghiệm mới, có những cái niềm vui mới thì mình phải chọn cái cách đi đó. Thì đây là cái tour nhẹ nhàng đầu năm thôi, mười mấy anh em đi chiêu chiêu. Tối qua mình ở cái lều mình tự bung lên miễn phí ha. Thì mấy anh em đặt những cái lều của cái chỗ đó thì họ cho mình một số anh em mà mang lều theo miễn phí đó. Rồi bắt đầu vô núi nè các bạn đó. Thì một cái đường chút vậy sao mà biết cái đường nó tên gì ha. Đường lúc chút cho nên mình phải zoom cái bản đồ lên mình tìm đường. Ca sĩ chạy GSA kìa, có người quay phim cho đó. Vô rừng các bạn ha. Những cái cung đường này quá đẹp luôn ha, không có thua gì ở nước ngoài luôn. Lá vàng. Trạm kiểm lâm số 6 dừng lại đăng ký đó, xe lớn là vô đây phải dừng lại đăng ký. Mình sẽ nhỏ có cái đường đi qua luôn. Vô rừng các bạn đó, mấy cái đường nhỏ nhỏ đó nè. Chạy lên quay cho cái nhóm đầu coi. Đây ca sĩ nè. Ca sĩ chạy GTA nè. Dưới rồi. Mấy đường này phải có thời gian rồi mình phải biết được cái lộ trình các bạn mới dám đi. Chứ không mà đi vòng này về tới Sài Gòn là khuya luôn á ha. Quá đẹp các bạn ha. Mấy đoạn này như châu Âu vậy đó. Vô đây chạy đứng mới đã các bạn ha. Ôm GS vô rừng chạy đứng lên. Cái tầm quan sát mình nó rộng. Cân bằng tốt. Wow, lá vàng ha. Giống mùa thu nước Mỹ quá các bạn. Đường là giống cái đường hồi xưa mình đi bên tiểu bang Arkansas ha. Gọi là Arkansas á. Trời đẹp giống vậy nè. Là tiểu bang nó rừng không. Hy vọng là GoPro quay đẹp nha. Đây Vũ Mập. Vũ Mập Ma. Rồi qua mặt Vũ Ma nha. Rồi anh Tùng, quá anh Tùng luôn. Đã quay ca sĩ chi sói nè. Đó, các bạn có thích đi cái kiểu này không? Hay là cứ quốc lộ 1 các bạn chạy ha? Thì tùy, nếu mà các bạn đi quốc lộ 1 nhiều đi những cái đường thẳng á, đi cái đường bình thường nhiều rồi thì vô đây. Ở đây thì không có công an đâu, không có police, không có trong rừng mà. Cho nên các bạn cứ thoải mái chạy ha, chạy luyện kỹ năng, không có lo gì về tốc độ hết. Đây ca sĩ nè. Ghê chưa GSA nha. Đã chưa, thả tay lên.
ghê không, ca sĩ nó chạy gà ra luôn ghê không, chi sói đây. Các bạn thấy mình vừa chạy vừa quay vừa vừa quay vừa đạo diễn luôn. Các bạn thấy là YouTuber Moto Vlog mệt không, vừa chạy vừa múa máy vừa chỉ trỏ vừa nói. Đường này là đường bê tông, đường không biết tên gì luôn, không có tên tuổi rồi các bạn ơi. Cho nên sáng anh Giang hỏi đi đường nào sao biết trả lời anh Giang không, chịu đi đường nào cho anh theo về với không biết trả lời được. Đây là cách mà anh em CBC chơi, là những anh em chạy dòng xe GS ha. Đó, vẫn có người đồng bào dân tộc ở trên này các bạn, vùng gọi là vùng sâu vùng xa luôn á, tích trong rừng trong núi đó. Các bạn zoom cái bản đồ Google Maps lên các bạn sẽ thấy ha, những cái khu ở trên này xanh rì luôn, cây xanh rừng xanh không à, không có một cái thị trấn, không có một cái khu nào mà người ta ở đông ở trong này hết, chỉ rải rác một vài căn nhà nhỏ nhỏ của đồng bào à, 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 làm rừng làm rẫy ở trên này thôi, đã lắm các bạn. Cái khu này mình mới đi lần đầu luôn, cái chặng đi lên mình cũng mới vô lần đầu. Này rồi, đẹp quá các bạn. Wow, cây hai bên nó cháy hả, cháy khô vàng luôn, quá đẹp luôn. Ca sĩ, ca sĩ này được ôm GSA bo cua đứng đâu ghê không hả, GS dễ chạy lắm các bạn, rất dễ chạy và cực kỳ sướng luôn, cực kỳ phấn khích luôn hả. Cái dàn nhúng đó là vô đối á, dàn nhúng của GS đã tuyệt vời, cái thế ngồi cũng sướng mà đứng cũng đã nữa à, tạo cho mình một cái sự linh hoạt trong cái cách chạy, đặc biệt là những cái đường mà nó tân cái mặt đường các bạn thấy nó tân như vậy ha. Này mà giác cái R18 của mình vô đây là mệt mỏi luôn á. À, có nhiều người nói ô xe nào đi cũng được, đúng, xe nào đi cũng được. Đó, Honda quay đây họ cũng đi được mà. Xe nào đi cũng được, nó đổ xăng vô là chỗ nào cũng chạy tới đó. Vấn đề là đi nó có sướng hay không, nó phù hợp hay không ha. Vấn đề là không có đúng hay sai các bạn, vấn đề là phù hợp. Chế ra rất là nhiều dòng xe. Đồn 743, cái đường này vô đồn 743. Quá tuyệt vời cái cảnh này. Hai bên không biết là cái cây gì, có lá vàng lá đỏ đó. Lâu lâu có những cái hồ nước. Chọc mang trâu, hèn đem trâu rừng. Đây mấy anh em mới gặp một đàn trâu, trâu rừng ở trong trong núi luôn. Cũng phải rừng đâu, chắc người dân tộc Hà Nội á, nẹt bô chọc nó mà không nói nó không chạy nó lì lắm. Đúng đúng là gọi là lì như trâu. Nẹt bô rầm rầm bô, mình là Akapovic nè ha, nẹt rầm rầm lì như trâu các bạn. Đây Minh Chùa Top Run, nay mặc bộ đồ nhìn rất là xì tai, rất là men, rất là boy, trẻ trung,
do đi gần ổng không có chịu mặc quần giáp. Không biết các bạn coi vlog của mình có thấy đã không, chứ mình là thấy đã lắm. Đường đi vô đồn 743 ha, đồn 743. Đây anh Bình, vợ chồng anh Bình, Bình bán bông, gọi là Bình bông đó. Bình bông, Bình bông, Bình bông, Bình bông. Anh Bình hay ghé chỗ mình uống cà phê lắm. Anh em chọc miết à, chọc giỡn hoài. Các bạn thấy đã không ha, cái trúc tre rồi nè, quá trời đẹp luôn. Nó lá nó vàng hết, đẹp lắm. Wow, tuyệt vời các bạn. Các bạn coi video kênh mình nhớ coi trên TV à, tối về nhà mở cái TV 4K, bấm vô 4K ha, lót lên mà coi mới đã. Cảnh đẹp Việt Nam các bạn ơi, Việt Nam Adventure, Việt Nam Camping. Chạy lên quay bài chi sói. Để máy nổ cho sao không? Ai để không được? Sợ tốn xăng hả? Cái xe nó bên đây để máy nổ nó lên tới 100 mấy độ rồi. Kệ đi. Chứ giờ sao sao? Rồi đi ra đường 14C. Ok, nghỉ chút đi. Cho xe tải lên hả? Anh em ghé vô chụp mấy tấm hình ở cái rừng này. Đó. Check in cái vị trí giữa rừng này. Đó. Ghê không? Lấy qua đây, lấy qua đây. Ok. Rồi. Các bạn thấy cảnh này đẹp không? Chiếc xe của mình đang cô đơn ở giữa rừng mênh mông ha, giữa rừng núi bao la luôn. Đó. Chiếc xe My Wing Rider đang đứng trong rừng. Cảnh rừng núi quá đẹp các bạn. Ha. Rừng núi đúng là mênh mông ha. Những cái cây khô này, rụng lá đẹp ơi là đẹp luôn. Bầu trời ở đây xanh ngắt luôn. Y chang bên Mỹ luôn, không khác gì á. Quá tuyệt vời. Rồi, sống ảo quá trời luôn. Quá trời sống ảo luôn. Quân râu, quá trời sống ảo luôn. Quá trời sống ảo luôn. Ok, đi thôi các bạn. Nãy giờ săn ảnh rồi săn video trong rừng. Mình với Minh chốt đoàn, mình là áp cuối, lâu lâu mình quay thì mình sẽ chạy lên. Rừng đẹp lắm các bạn. Khu rừng này phải nói là tuyệt vời luôn, siêu đẹp luôn ha. Rồi, lên camera trước nha. Ok, bạn thấy đường up road không? Đó, đất đá như vậy đứng lên chạy ha. Đây là cái
thế của GS các bạn. Thế GS là chạy như vậy, đứng như mình vậy đó, hai cái chân mình kẹp vô cái yên, chồm người tới trước ha, cái vai của mình là nó nằm gần gần ngang cái ghi đông luôn đó. Nhưng mà mình đứng thoải mái thì mình lùi ra chút cũng được, nhưng mà mình chồm tới thì nó sẽ có cái thế bám chặt hơn, đã hơn. Bụi mịt mù luôn ha, anh bên chạy trước tạo ra một cái luồng bụi. Wow, ca sĩ, ca sĩ, cha ơi, ca sĩ nãy giờ chạy sau, mình tưởng chạy trước. Ui cha ơi, ca sĩ xém chút hốt cô. Bụi kinh hồn luôn các bạn. Đây là những chiếc GS, và đây là những cung đường, những cách chạy, những cái gọi là gì đó đẹp đẽ nhất ha, dành cho những chiếc GS các bạn. Những cái gì đó đối với mình, đây là ý của mình, đây là rừng nè, là những cung đường nè, những đường cong, đường cua nè, những cái đường xấu nè, những cái đất cát dưới đường nè, những cái bụi bặm nè, đó, những cái rừng cây trụi lá ngã màu, những rừng cây cháy ha, và những cái cung đường mà gọi là chạy mà không thấy đường chạy do những cái xe trước họ để lại những cái vết bụi trơn trượt, lá cây xào xạc rơi đầy ha. Đây là những cái gì đó nó sinh ra dành cho GS các bạn ha, dành cho những xe adventure nói chung và dòng xe GS của BMW Motorrad nói riêng. Mịt mù trời đất ha, là đúng là mịt mù trời đất luôn. Mịt mù trời đất luôn. Lâu lâu mình phải lấy tay mình chùi cái bụi của cái camera. Đây là cái thú chơi mà mình không biết là các bạn thích hay không ha, tùy bạn nha. Khi mình vượt qua những cái thú chơi bình thường thì mình sẽ thích, bắt đầu mình thích chơi. Ví dụ đầu tiên mình phải thích khách sạn, mình phải ở 5 sao cái đã, 2 sao, 3 sao, 4 sao, có tiền lên 5 sao gì đó ha, đẳng cấp gì đó ha, để được phục vụ tới thượng đỉnh gì đó ha. Thì sau đó các bạn mới cảm thấy nó hết rồi, nó bình thường rồi, nó không còn là gì ghê gớm đối với các bạn nữa ha. Thì các bạn mới trở về cái lều ăn bờ ngủ bụi, tự mình phục vụ cho chính mình, thì lúc đó các bạn sẽ thấy thích ha. Rồi xe cũng vậy, chạy cũng vậy, du lịch cũng vậy ha. Các bạn mua tour, các bạn đi rồi người ta làm cho mình hết, dẫn dắt ăn uống từ A đến Z hết ha. Sáng người ta kêu đi đâu, mấy giờ tập hợp, rồi ra chỗ nào chụp hình check in, rồi nhà hàng ở đâu, lên xe ta chở đi hết ha. Lo tận răng từ visa cho tới xe bus, tàu bay, máy bay, xe lửa gì họ làm hết. Đó, thì các bạn vượt qua hết những cái đó đi cái đã ha. Rồi các bạn mới bắt đầu cảm thấy chán rồi, tôi không thích người ta phục vụ tận răng nữa, bởi vì như vậy thì tôi không có trải nghiệm được nhiều ha, không có trải nghiệm được sâu, không có tự tôi làm được. Giờ tôi tự chơi, ok, tôi xách xe tôi đi ăn bờ ngủ bụi, tôi tự khám phá ha, tự mày mò, tự lo hết mọi thứ. Và riêng cá nhân mình là mình tự quay tự dựng luôn ha, làm vlog là vì đam mê thôi. Nhiều bạn hỏi anh Nguyên ơi sao không tuyển người dựng, sao anh không làm pro lên, đẹp lên, long lanh lên, làm như anh Thái Công vậy đó, tuyển mấy em đi theo quay dựng chụp nữa không. Lúc đó không còn là mình nữa ha, không còn là Mai Nguyên Rider nữa ha. Lúc đó mình tự biến mình thành một cái người khác rồi. Mình không thích điều đó mà mình muốn làm. Mình làm gì bằng cái cảm xúc của mình, bằng khả năng của mình thôi, mặc dù nó không đạt tới độ chuyên nghiệp chi tiết ha. Mình cũng không cần điều đó, tại vì cái vlog là một cái gì đó nó thật. Nó thật, nó gần gũi, nó giản dị, nó chân thật.
và nó mô tả được cái xấu, cái đẹp, cái hay, cái dở, cái tốt và cái chưa tốt. Chứ còn đưa lên phim nó long lanh, nó huyền ảo, nó lung linh á ha. Rồi là các bạn coi, các bạn thích, các bạn đi theo, rồi bắt đầu vô chỗ đó, trời ơi nó xấu, tàn canh giá lạnh luôn. Ông Mai Nguyên Rider ông chém đó. Xong các bạn đi, các bạn thấy dựng phim đẹp quá, về mấy em dựng bỏ coi như là kỹ xảo rồi vô, đã quá đã luôn, làm cho các bạn coi các bạn cảm thấy phiêu lên, wow chỗ đó đẹp này kia. Nhưng mà tới không đúng sự thật thì đâm ra các bạn sẽ buồn ha. Không, cho nên là mình vẫn là mình sống cuộc đời do mình set up, do mình mong muốn nó diễn ra như thế nào. À, cái thú chơi này cũng vậy ha. Đây là những cái từ sự mình rút ra được các bạn, qua những cái năm tháng ha, những cái thăng trầm và những cái trải nghiệm ha. Trước đây mình cũng đã từng, mình kinh doanh ngành điện thoại di động 20 năm rồi, và từ những ngày đầu tiên là mình đã được nhiều hãng mời đi nước ngoài rồi, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Macau thời 20 năm trước rồi. Rồi đi Mỹ ra mắt sản phẩm mới liên tục, rồi đi Canada, BlackBerry, HTC, rồi Oppo mời Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Canada, Mỹ. Cho nên mình được đi tour gọi là cung phụng các bạn ha. Người ta chiều chuộng mình, người ta o bế mình, người ta nâng niu mình, người ta lo từ A đến Z ha. Rồi mình tới một cái lúc đó mình tự nhiên mình thấy thôi mình ngán rồi, mình đi như vậy hoài thì mình sẽ không biết được nhiều, mình sao thấy cho mấy cái bản thân mình nó không có làm được gì hết ha, vô dụng quá. Rồi một ngày nào đó mình tự đi thì sao, ai làm giấy tờ cho mình, ai làm visa cho mình, ai dẫn mình đi, ai book nhà hàng khách sạn, ai book quán ăn ở đâu ra ha. Rồi từ đó trở đi thì mình bắt đầu mình thích tự túc, tự lập. Và mình nghĩ đó là một cái chu kỳ các bạn ha, một chu kỳ của một con người, của một cái sự trải nghiệm, thì các bạn từ từ sẽ đi tới ha, đi qua và đi tới ha. Khi mà mình quen hết, ví dụ giờ đi Mỹ thì mình không có nhờ vả bất kỳ ai ở bất kỳ một cái đoạn nào trong cái hành trình mà mình xin visa này kia, mình tự hết ha, tự làm hết, rồi mua vé máy bay, rồi lên lịch trình đi, thậm chí bắt đầu mình đi sâu đi xa, mình muốn đi ở đâu, bang nào, bang đó có gì, mình coi hết những cái video review của những nước ngoài, tìm hiểu kỹ đó. Rồi mình đi với anh Vũ thì mình hai anh em bàn chết vẽ ra cung đường camping thì ngày nào, rồi phải book cái campsite để đúng lúc đúng dịp. Đó là những cái trải nghiệm mà mình phải tự thân vận động các bạn, giống như chạy xe đây nè. Các bạn có thể coi, các bạn thấy ô đã quá anh Nguyên ơi, coi anh Nguyên xong mà tôi ghiền quá, chắc tôi phải mua xe. Nhưng mà các bạn phải đưa lên xong mà hạ xuống à, giống như mình vậy đó. Mỗi lần mình quyết định một cái gì là mình nâng, mình hạ, mình tới, mình lui, mình suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, rồi mình đắn đo suy nghĩ, mình coi mình có phù hợp hay không. Không, cái cá tính mình như thế nào, mình hiền quá, mình chỉnh chu quá, mình an toàn quá thì nó cũng khó ha, khó cho những cái thú chơi như vậy đó. Thì hả anh Nguyên ơi, đi rừng này sướng không, kêu sướng gì đâu, mấy ông thấy sướng không, bụi mịt mù nãy giờ chạy giờ qua lâu camera đó. Và bà Ngọc Lan ở trước á,
phải chùi kính nè, đó, tay nãy dơ nè, thấy không, bụi nè, đó nè, sướng chỗ nào. Rồi vô được đường bê tông rồi các bạn, nãy giờ mình có nhiều cái tâm sự, tự sự qua cái video đầu năm ha. Nó cũng xoay quanh cái thú chơi thôi. Đó, hết bụi, bắt đầu phủi bụi ha, lấy cái găng tay của mình á, nó cũng mặc cái mặt da này các bạn, chùi phẳng lên. Đó, sáng trưng cái nón ra mình chạy cho đã. Kéo. Đó. Dứt một phát đã liền các bạn. Trở lại là hỏi anh Nguyên ở đây như vậy sướng không, khổ hay mệt, trời ơi. Nó sướng bằng cái khác ha, nó sướng bằng cái khác, cái tinh thần đã bùi lại nè, cái niềm yêu thích, sự đam mê, cái sự trải nghiệm sướng. Còn sướng theo cái kiểu mà chăn ấm nệm êm ha, nhung lụa khách sạn, sướng kiểu anh Thái Công á ha, tức là các bạn nào biết anh Thái Công thì coi mấy cái video du lịch của anh ha, một đêm anh ở mấy ngàn đô, tức là họ phục vụ gọi là tới gọi là tuyệt đỉnh luôn á ha, thì đó sướng kiểu đó nó khác, còn kiểu này là nó khác, chạy mà đứng hoài này cũng đau chân, mỏi chân, bụi bặm ha, sướng kiểu khác. Nhưng mà đã chơi kiểu này thì các bạn hãy gạt qua cái những cái gì an toàn nhất đấy ha, những gì các bạn cảm giác là nó cái vùng an toàn, người ta hay nói là cái vùng an toàn cái này vành đai biên giới các bạn ha, cái đường gọi là vùng an toàn thì mình mạo hiểm một chút, mình tự tin một chút, mình cái này là khu vực vượt sông Serebok các bạn. Rồi, anh Quang vô em chụp cho. Rồi vô đây, vô đây. Đường Trường Sơn đây hả? Đây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh các bạn, và đây là khu vực vượt sông Serebok. Rồi anh Hoàng vô. Chụp trên Hoàng nè. Từ từ, hồi em. Một tấm, một, hai, ba, một tấm mới gần luôn, full luôn nha. Một, hai, rồi ra chụp giùm em. Chỗ này là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt các bạn, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh á, khu vực vượt sông Serebok nè, ở đây họ ghi nè, từ mùa khô năm 1973 đến tháng 5 năm 1975, trung đoàn 4, sư đoàn 470 công binh Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã thi công cầu đường từ đường 19 vào đường Nam Tây Nguyên, đảm bảo đường ngang hướng đi Buôn Ma Thuột, làm ngầm cho xe tăng, cầu nối cho xe ô tô, pháo binh hạng nặng. Bộ binh vượt sông Serebok góp phần vào chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, thần tốc chiến thắng và giải phóng Sài Gòn ngày 30/4 năm 75. Nơi đây là trọng điểm đánh phá ác liệt của quân của không quân, pháo binh Mỹ, Ngụy đã có 57 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 470 hy sinh và nhiều đồng đội bị thương. Ngày 9 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 2383 QĐ-TTg công nhận bến vượt sông Serebok, tỉnh Đắk Lắk là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Serebok ngày tháng 7 năm 2017. Đó. Rồi, anh em tiếp tục lên đường. Tiếp tục lên đường. Lên đường. Lên Quang. Đây vượt sông Serebok các bạn, cầu số 8 vượt sông Serebok nè. Đó, các bạn thấy đã không? Cái di tích lịch sử quốc gia nè. Sông Serebok ha.
bắt gặp ca sĩ sống ảo các bạn ơi, bắt gặp ca sĩ sống ảo. Mình đang zoom 7S nè, giờ mình zoom 10S nè, đó. Đang zoom 10S các bạn, à, các bạn coi thấy sao? Ghê không, coi bả kìa. Đang zoom 10S á. Đó. Đó các bạn thấy cái GoPro của mình không, nó bụi te tô luôn ha. Đó cái 11 á, còn cái này là 10 nè. Đó, 10, 11 ha. GoPro thì vẫn đang có bán tại Mai Nguyên, cũng như cái Cado này các bạn ha. Đó, bụi bặm luôn. Các bạn thấy cảnh đẹp không? Đã ha. Rồi anh em xong rồi, giờ đi thôi. Quá tuyệt vời. Quá đã. Mình các bạn sẽ thấy cái bảng này ha, cầu Serebok, vượt cầu vượt sông Serebok đó ha, hai bên nó cấm hai cái bảng hết. Những nơi gọi là sâu xa thì các bạn đi quốc lộ 14 thì sẽ có cầu Serebok, ở đây là cái vành đai biên giới. Cái cầu Serebok ở ngoài quốc lộ 14 thì nó nối liền hai tỉnh giữa Đắk Nông và Đắk Lắk. Ở trên Sài Gòn các bạn đi xuống thì bên này cầu là Đắk Nông, bên kia là Đắk Lắk ha. Cầu Serebok, và đây là cái dòng sông Serebok nó chảy từ ở dưới cái cầu đó, quốc lộ 14 lên tiếp cái chân núi trên này ha. Thì cái cầu này là gọi là cầu vượt sông Serebok ha. Các bạn có search ở trên Google thì các bạn sẽ search cầu vượt sông Serebok. Rồi, quá tuyệt vời. Giờ đứng lên chạy chút cho nó mát thôi. Đứng lên chạy thì mình chỉ camera lên. Lá vàng các bạn ơi, hai bên đường không khác gì với những cái cung đường ở bên những cái tiểu bang bên Mỹ mình chạy. Arkansas, hồi xưa đi với nhóm anh Nhật bên Houston ha. Nó cũng y như vậy. Nếu mà khác thì cái mặt đường ở bên đó nó đẹp hơn và nó rộng hơn các bạn, nó hai làn xe, có cái vạch chia đường màu vàng ở giữa. Còn đây thì đường như vậy là ngon lắm rồi các bạn ha, xuyên rừng như vậy là đỉnh rồi. Đó, anh Bình kìa, Bình Bông, Bình Bông đang chở vợ. Từ đây ra Đắk Miêu 72 cây các bạn. Đó, anh Bình nè. Từ đây ra Đắk Miêu 72 cây. Đắk Miêu là chỗ hôm bữa có vòng xoay mà anh em ghé uống cà phê đó. Còn Motor Đắk Lắk đón anh em CBC và những người bạn ở đó ha. Đã quá các bạn. Cung đường này các bạn thỏa thích nè. Bên phải này là cái dọc cái bảng, họ cấm cái bảng gọi là đường vành đai biên giới. Ở trong đây là rừng và đồn biên phòng không mà các bạn ha, không có nhà cửa cư dân ở đây. Đó, tuyệt vời luôn ha. Mùa này mà lá vàng y như là mùa thu tháng 9 tháng 10 vậy đó. Đó, những cái cua bo thì mình vẫn chạy đứng nhưng mà phải cẩn thận, mình giảm ga giảm số một chút nó mới an toàn được. Trong này không có xe ngược chiều gì hết ha, có một con đường và một mình chạy thôi đó. Bạn vô đây tha hồ mà gọi là múa máy ha, muốn làm gì các bạn làm ha, tha hồ múa máy. Nhưng mà phải đi một vài người các bạn ha, lỡ có chuyện gì thì có bạn bè trợ giúp, ví dụ lủng bánh xe ha, có chuyện gì về xe cộ chẳng hạn. Thế còn nếu đúng một mình thì cũng hơi mạo hiểm các bạn, tại trong đây không có người, có những chỗ cũng không có sóng điện thoại luôn, thì giống như mấy cái rừng quốc gia bên Mỹ thôi.
sâu bên trong. Thì Việt Nam mình những cái kiểu như vậy rất là nhiều các bạn ha, đặc biệt là trên vùng Bảo Lộc nè, đó Buôn Ma Thuột mà, rồi là Đắk Nông, Đắk Lắk đó, cái vùng ở bên kia chiền núi á. Còn các bạn cứ men theo quốc lộ 1 thì đó là mé biển thôi, đó là mé biển. Còn mé núi thì các bạn cứ từ Đà Lạt các bạn tới Huế, quá trời đường luôn ha, Hồ Chí Minh rồi mấy cái đường tẻ kiểu này nè. Đẹp lắm ha, anh em tha hồ tự do chạy các bạn, không có cần phải theo đoàn đông, cứ anh em cứ cắt ra thích thì chạy một mình. Đây chiếc Ford Everest hoàn toàn mới của Quân Râu mới mua, các bạn thấy đẹp không? Ford Everest ha, hoàn toàn mới luôn, form mới. Ford Everest Titanium của Quân Râu đó, các bạn thấy đẹp không? Trần da. Chiếc này là form cực kỳ đẹp luôn, siêu đẹp. Đó, tùy đoạn, mấy đoạn này cũng đẹp lắm các bạn ha. Có đoạn bụi, có đoạn ở đây đốt rừng rồi ha, khói. Có những đoạn đẹp lắm. Đi đường này chưa? Nếu các bạn đi thì cho mình cái comment ha, cảm nhận các bạn về cung đường, về quang cảnh ha, về cây cảnh, về những cái gì các bạn cho là đẹp chill ha ở cung đường này. Mình cũng muốn quay dài dài để gọi là review cái cung đường cho các bạn xem. Quá đã, đường xấu lắm, mình đứng lên đó nhúng ghê đó, xe nó nhúng nhảy luôn, nó bay quá à, ha, bay trên đường rồi đó. Mặc dù vậy vẫn đang chạy với tốc độ cao, các bạn đi quen rồi các bạn sẽ kiểm soát được chiếc xe của mình. Trong đây mà cũng có chiếc xe tải nữa các bạn, xe tải mới chở gì vô đây nè, tích trong rừng quá đã luôn, đã theo cái kiểu rồi là off road đó các bạn, đã theo cái kiểu là trời thần đất lở, trời không thấy đường, không thấy đường, bụi quá không thấy đường. Ui da ơi, bụi quá bụi luôn, không thấy đường các bạn. Quá trời đất đá luôn hả, kinh, quá trời đá luôn đó. Đó là những cung đường dành cho GS các bạn. Đắk Miêu 45 cây. Các bạn thấy đường thấy ngán không? Rồi mình tạm dừng vlog này ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn xem tiếp phần 5, cũng là phần cuối nha, trong cái video vào ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.